bạn chẳng đôi cho quay để dân dạy cao phim mà sao mình chẳng ngay đi dân đừng sắp xa quay dự cổ tẹo tâm chỉ mùi đừng mê riêng đi phẩm buồn nắng tại quay dự cổ tẹo tâm mùi mê riêng đi phẩm buồn nhóm bàn bằng riêng mẹ đừng ngọt nha bàn tràn một mập hỏi còn ta đi dân còn làm lạc quánh hay bỏ ba hỏi quay đào thông máy cứ nhóm vô dụng bật thèm chẳng dân sắp xa phẩm buồn trọng mũi dân đi dây dòng phí conditional. Conditional này dương ta là ba đa lẽ khăn. Về khá dương khơi như kia sẽ ta conditional sentence. Chẳng màu. Chẳng này viết tài mùi. Chẳng là lâu còn là nhóm bằng hàng trua trua tế để xa cao vịt ngay môn này để ngọt nếu bạn sắp xa ở hỏi. Chẳng bằng hàng trua trua tế. Và. Chẳng dương mươi kia đã there are many different ways of making sentences with if. Kể tham miên vị thi chỉ tràn. Miên vị thi chỉ tràn. Này ca bằng ca là ba chữ môi nâng if nâng ngài bằng ca là ba chữ môi nâng if. It is important to understand the difference between sentences that express. Và chẳng vía cứ bất kỳ miên phá ra sẵn khăn đảm bây dối lòng phì phiếp xây khía rồi viên là ba đa bằng hai nhầm phì đa bằng hai nhầm phì ấy nhưng đừng sẵn sàng tí môi cứ possible condition. Possible condition này dương mà đừng first conditional. Miền này thà lẽ khăn tìm mùi. Đối ở vay đầy dương này dây rồi bằng hai. Lẽ khăn tìm mùi cứ chỉ lẽ khăn đại ai tấu tơ rồi. Nâng này. Lẽ khăn tìm mùi cứ chỉ lẽ khăn đại ai tấu tơ rồi. Hai mùi tiết improbable conditions. Lẽ khăn đàm improbable. Probable miền này thà bỏ hai đó improbable miền này thà đàm bên bỏ hai lệ. Chẳng dương ai vậy ta improbable condition nếu viết mà nên second conditional. Second conditional cứ là ba đại lệ khăn tí thì phải và hai mối tiết cứ impossible condition. Impossible condition nên cứ mà nên third conditional. Third conditional nó mới là ba đại lệ khăn tí bảy. Tóm về mối tiết thì dương vậy ta no condition. No condition nên viết mà nên zero conditional. Zero conditional nó mới này thằng là ba nó ngọt miền lệ khăn tí và chắc là lâu dương một chạy làng vệnh. Mà mối. Chê chở. Lẹ khăn tìm mùi chứ lẹ khăn dàng mệnh. Chứ lẹ khăn để ai tư rùi. Để ai tư, tư rùi. Nâng ngày. Cho lẹ khăn tìm phì. Lẹ khăn tìm phì chứ lẹ khăn làm ai tư rùi. Mình ai tư rùi nó phê nè. Phê bạch bọn. Phê bạch bọn. Tại bờ phê khắc vì ai tư rùi. Con tay bà kà nà vì ai tâu rút đôi cái thang nâu việc sạch xa hà ra chẳng cầm rõ phí liếng á. Tay bà phí liếng việc tâu chị ấy kế. Tâu chị ăn dư sủ. Ăn dư sủ tâu chị chóm chẳng lại. Bà tâu rút việc chẳng lại chơi. Cái thang mình nước mình ai họ bán ấy. Tay bà họ bán việc chẳng lại chơi. Nâng này. Và à rương chi dồn họ chị ấy. Nâng chị rương thòm đa bân họ luôn ai mỏ á. Đã xa là vậy họ á. Tay bà họ bán việc chẳng lại hời. Và cho lẽ khăn thì bay giống mạch mùi, nó giống tôi ở một nẹ năng mùi. Chỉ lẽ khăn này mình ai chơi đuôi nó bẻ tay nhỏ kèm. Năng ngài. Chẳng lẽ khăn thì bay, ná? Lẽ khăn thì bay cứ chỉ lẽ khăn đây mình ai chơi đuôi nó bẻ tay đặc cao, nhưng còn tay sổ màu sổ, sổ mày. Cho mùi bà to, cho lại lẽ khăn sẽ rôn thì kìa mọc. Chỉ lẽ khăn để ai chơi đuôi mà rồi phía rồi. Đại là ai tư ruột mà rồi thì rồi. Thế nó phê đại lạc khăn sẽ rấu ai lạc đô mà lạc khăn thì mua bán ở nâng nông cạn này ấy. Nông cạn này đại dương ai cực rộng việc bàn. Được nông cạn này đại dương ai cực rộng việc bàn. Được nông cạn này đại mà núp ai cực rộng việc bàn. Còn tay bờ vây chỉ rương phô mà chiệt ọt ai cực rộng bàn. À nâng cứ ọt ai lạc đô mà lạc khăn thì mua cả tê. Tiếp sẽ đánh đôi chía. Nhưng vậy tha. Thiên ta. Phục đoàn hàm gần là mong lâu, bồm xa lạp lâu. Nhưng ọt bà biệt hành đừng xa lạp ấy cứ xa lạp mọ. Anh đang quên chẳng. Tòa chẳng những sắc xa và to tiết. Possible condition. Lẹ khăn đại lạc từ rùi. Né? If I see Dale, I'll tell him to call you. Nè. Rồi sẵn ba nhóm khơi Dale, nhóm đừng bà phát ở tê mà nè. Chẳng bà khơi chôn cá phép chôn cá ọt anh đang xa chặt dương. Của ai tớ, tớ rồi. Và this is a sentence about reality.
chẳng nên cứ chia là ba đại vậy bị cà phết. Nó if I see đều a real possibility. Person bậc nhóm khơi đều. Thế hạn năng ai khơi mấy nè, mình nữ mèn ai ở khơi như nè, phụ mình nữ hay mình nữ nè. Nè ngài. Chẳng I'll tell him to call you. Chẳng đừng prap gót ở tay một nè. Chẳng the result of a possible situation. Chẳng we are going to, we chill out the phone mùi. Nè, nơi sẽ thay đặc biệt để ai tớ tớ rùi. Hạn năng lạc hành phí mùi. Improbable conditions. Lạc hành phí. Và if I had the money, I'll buy a Mercedes. Person bậc nhau miên lối nhau mình tên rột dôn mạng đây chỉ vẫn ca bất nhau mọt lối chẳng nhau gọi tên ca đấy nhau còn là máy đó có mạng vẽ lại thằng ấy nè chẳng this is a sentence which is contrary to reality contrary lắm tôi á chẳng anh ấy cứ chia là ba đại biểu tôi chỉ muốn đằng ca bất nó tôi chỉ muốn đằng ca bất if I had the money not possible nè not I not impossible và cứ mình nói là odd đấy, odd ai tôi đuối chứ, the result is I don't have the money. Sorry, the reality, ca phật cứ như mọt lối ấy. Vậy chẳng còn là vậy sao mai đó. I buy a Mercedes, nhóm đừng tên Mercedes chi. Chẳng the result of an improbable situation. Chẳng việc cứ chỉ là tập phó nó ngảm ấy. Là tập phó này sẽ thay đổi phía đây mình ai tôi đuối, chẳng là tập phó nó mình ai cả làm màn tề. Tôi tiết cái này cái hào thá impossible conditions impossible conditions lẽ khả năng ở ai từ rồi đại nè anh đang lẽ khả năng bị bảy if I know you were coming person bậc nhóm ban đăng thay này ai cũng phong màu phân ca bất cứ ở đằng này I have cooked you a meal nhóm bậc có chia ban chúng ăn meal là nhám bát đấy chúng ăn là hai nhám bát đấy còn tại ở ban chúng ăn tế đào xa tại ở ban đăng thả màu còn năng còn là mai đó. This is a sentence about an impossible situation. Chẳng này cứ chia là ba mũi đây này dạy ông Pi ở sắp thang là phiếp đai mình ai tờ rồi. It didn't happen. We are cả lãng thế. And now it's too late to change the result. How I love you feel. Or I clap đâu là đập hòn nâng cao đây. Vì này thay vì cả lãng nóng ở tay là cả rồi hỏi nâng. Còn là dưỡng chong là việc tôi mùi cả phất. Tôi đập tôi mấy cát bởi vì cả lãng hỏi nâng. Nâng này. Chẳng mưa cao và vô bật thêm. If I had known, impossible because I didn't know. Person bậc nhóm bán đăng, thế thà ọt ai tơ rúa chứ. Vì bố tạc nhóm ọt đăng phóng. I have cooked, nhóm nâng bán chấm ẩn. Chẳng rí giá lưng ọt ai tơ rúa chứ, của ọt bán đăng. Chẳng bán ai chấm ẩn cát. Nâng ai chẳng, the result of an impossible situation. Chẳng việc còn đại chi là đập hôn này sẽ thay đổi phía mũi đàm ọt ai tơ rúa chứ. Lâu dương mơ cái này, no conditions. No condition nó miền này thì ọt miền đạ lẹ khan ấy thế ọt đạ lẹ khan ấy thế ọt muốn khả năng sờ rổ đúng rồi if I get a headache I take an aspirin person bậc nhóm chứ có báo khả nhóm lếp khả aspirin chẳng giấy nó cứ một rơi phía rơi ọt miền thạc khả nhóm nâng lếp ấy cứ lếp muốn ta chứ lếp khả năng tùm lọ bọc khả nhóm rằng ta khả nhóm ọt lếp miền này thì chẳng lại tùm lọ bọc nhóm cứ nhóm lếp chẳng if mentally hit it person bậc đây trở bàn đặt ở tàu it expands we nâng rịch miệt chẳng hạn đang chỉ cho bác không một chiến nâng này đáy thầu còn đáo cứ về rịch miệt hạn đang viên chẳng lẹ khan sở rồ these are sentences that are always true chẳng là bác thằng ơn cứ việc trâu bất mà rơi phía rơi they refer to all time mình là group bill thằng ơn and are called zero conditional it means when or whenever hai việc sầm đau cướp về được nó hai vụ việc hào lẹ khan sốn hai ít ít nắng miền này thầm vấn cứ cố vấn này vợ thầm muối mà đo cái lại nắng nhưng mà chỉ ăn tết muối trẻ về ta muối chọn từ xe ít hàng lớn ấy thầm muối chọn từ xe vấn của bạn vấn ever của bạn toàn ớt toàn chờ lúc nông lẹ khan sốn do vấn rồi có vấn ever nên giờ tôi chuẩn bị ban group bill được ngọt toàn đấy của if lại năng miền đây thành chả miền đây thạc bill đá rồi có bill na có đảo đài toàn đấy năng này những cái lại năng bị chạy thay phần năng của admin nó không nó video một admin nó không nó miền slide một đấy à lâu dương châu đo phần muốn chơi pin đi dương thì dây ông pin
second conditional improbable condition lạc khăn đài ở ai tư rút đài phần ở ai tư rút như này viết improbable nó cứ ở ai tư rút nó phê phạch bọn này ngay chẳng bởi dương này dễ dàng phí form thì dương đắng á mà form if both would pass simple both would verb verb này verb infinite infinitive này ngay dương mới strong if I want some money person bậc nhóm chân nhạc ban lôi mà chân nguồn I go around the world nhóm nâng thua đồng ná chung bên phục lộ con tài vật chân nhạc ban lôi rồi nè là ngọt cái này mới chân làm nèm đồng vật chân nhạc ban lôi rồi ngọt tì hay chân quát ban đá lên rồi ngọt quát con tài sổ mai sổ sổ mai và mỗi tiết my father could kill me if he could see me now. My father would kill me if he could see me now. Ông bố nhóm bà con chưa xâm lập nhóm cháu và xin bà con khơi nhóm bà con này. Phân tài, ọt ai xâm lập bàn thế đời xa dương kịch là bây phân của lỗ đây vì con này nè. Nhưng con xâm lập mạch bán chẳng xâm ai đó. Con là xâm ai ấy. Sao bà con khơi nhàng ngọp á. Nên ngày. Lùi lùi con máu đọc liền là lại. Hay mình lùi nhóm màu chai ná lùi dơ ai. Ờ, xong sao hỏi. Nên ngày. Ọt negative. Negative, I give up my job if I didn't like it. Nhóm đừng bỏ bóng cái nghe bọc nhóm cháu. Person bọc nhóm ở chỗ chặt biệt. Còn tay cứ ọt bỏ bóng thế đời sao đặt nhóm chỗ chặt chân xong ai. If I saw a ghost, I wouldn't talk to it. Person bọc nhóm khơi khó máu, nhóm đừng mình dậy mùi khó máu. Còn dậy này cứ ọt khơi khó máu chứ. Còn là xong ai nào bọc khơi khó máu. Cũng nua. What would you do if you saw someone shoplifting? Ta nè nâng phơ vay person mà nè khơi nè nè mà nè shoplifting luôn ai văn nè khăn hàng. Chẳng khoan nè quát ở xa xa máy và khơi kê luôn ai văn nè khăn hàng từ mạng đài. Xa máy mức. Máy nâng xa máy nè phêl ấy ấy lâu nè. If you need it help, who would you ask? Person mà nè trâu ca ao kì chuối ta tờ xong nè kê ở chuối. Và ok. Chẳng dừng bần to mà tiết. Cho tùm qua và tốt, dừng cho cái lại này nè. Ok. Khơi khơi cái lại xảy nhà ở tiên đang ngọt. Mẹ đang ngọt nè. Mẹ bà sợ phôm này chất luôn nè. Thôi chọn. Nâng ai khảy lơ tù xa bị tối tế chứ. Chẳng nè đang ngọt nè trâu chẳng nám hay nhông con dễ nhậm nhọt mà đáy. Words change to words in the condition clause. Chẳng vớ kịp đô tao chỉ vớ. Chẳng bạc nhông chà này dây thắc if I were. If I were. Chẳng nè. If I were you. Khơi nhé. Nhông cầm rô này dây thắc if I were. Nhông này dây thắc if I were. Toàn nế. Con ngầm xua nè là ngọt nè. Tha bà sân chìa ọt đô vớ tờ vớ. Xua thắc khó hòn. Vớ ọt đô khó hòn. Mùi. Chết hả? Ở đâu tờ vớ khó hòn? Ở khó hề. Ở khó tế bắn khoan chùm lại kia mình sao pra năng mẹ nữa. Chị. Ok. Chẳng dường mơ nè. Mơ khó nông phở ớt nè. If I were rich. If he were rich. Sắp chế dương miên mạn. Sắp chế dương miên mạn. Chẳng ớt nè. Biên tờ. Ok. Tạp chênh miên phẩm phẩm chẳng phẩm phẩm đang phá mùi ấy kê thằng ngó. Phơ mùi vơ thằng ngó. Ok, tạp chênh tăng phẩm phẩm đang phá mùi vơ tiếng chẳng ngó. Other modal verbs are possible in the result clause. Kê tha, kê à sắp bị xếp xếp tiết có kê ách phá bán đáy nợ khổ nông result clause. Result clause miên ấy tha, nè cả lái nè. Con tài. Cái giả sắp nâng trâu tại phát đô tao ấy kể. Một đồ vớt nâng thảo phát đô tao chị ấy kể. Phát đô tao chị ở tay đặc cao. Còn ấy. Khén đô tao chị ấy kể. Đô tao chị khút. Đô tao chị khút biết đô tao chị vút. Là ngày. Chẳng bộ must phát đô tao chị ấy kể. Tao chị hát thù.
At two. Okay. Chẳng mơ tí hò. If I could buy some new clothes. Sorry. I could buy some new clothes if I had some money. Được nhé. Chẳng đi đồ mà bị khen khút nhé. If I sell a little every week, I might be able to buy a car. Mày đi đăng đồ mà bị kê hót mày. Đồ mà bị mày. Yeah, very good. Nếu không lạc ăn thì bí nó gặp ra mày nè, kê ra mày. Của mày chưa tay đặt ca rồi bỏ mày. Ok, chẳng dừng mưa ca pra mưa mưa dùng mưa. Bạn. One, we use the second conditional to express an unreal situation and it's a probable result. Dừng pra lạc khăn thì bí, làm bay bằng hai nhóm phí sẽ hạn phí đài là mình phất. Hai nâng lạc thó, rõ hạ rồi bỏ vía. Nên này là lạc thó nó ọt tâu rồi ế. Còn là bỏ hai rồi. The situation or condition is impossible. Improbable, impossible, imaginary or contrary to known facts. Satanapheap, nực nông lạc khăn thị phí nâng, rư còn lạc khăn thị phí nâng, cư mân bạc bạc hào tế, mân ác tơ rùa tế, kron ta chì ca sở máy, rư cô việc tôi, tờ nâng ca phất đại dương thịnh ọc nếp bán đâm chạy sài. U tì hồ. If I were the president of my country, person bậc nhóm chia bậc thiên nhiên thật vật ai nơi bậc tế là bậc nhóm. I increase taxes. Nhóm nâng bằng cán phôn. Con tay khi nhóm mến chia bậc thiên nhiên thật vật ai tế. Chẳng nhóm ọt ai bậc cán phôn bàn tế. Nhóm còn là sầm ai ta. Chỉ imaginary. Toàn ấy. But it's not very likely that I will ever be the president. Con tay vì mình tầm nâng tế khi nhóm đăng chứ bác thật nhóm mình ai khai chứ president bàn tế. Mùi tiết. If my mother was still alive, she'd be very proud. Prasan ba mà đai được bọc nhóm quạt nở rúa, quạt nâng miên mô tình hạ phiếp kháng này, còn tay tạm bất quạt mà chảy. Quạt mà chảy mà đai nhóm nâng, nông là bạc ní. Quạt slap ba đấy. Ok, quạt slap ba đấy chẳng, còn là ai kế, còn là quạt ai kế. Mẹ anh giấy nâng còn là quạt ai kế. Quạt sơ ma sơ ma ấy. Ok, quạt sơ ma ấy, very good. Trong mối tiết, if that needed money, I lend it to him. Person ba tất hậu ca lối nhóm nâng ọt quạt chay. Con này dân dạy chẳng dân đăng xếp ấy, thật quạt nâng ọt quạt lối, con quạt liền mà hà sẽ thấy. Quạt mà hà sẽ thấy, mình lôi rộp liền ở lá, dân đăng xếp ấy. Dân còn dạy cháu lên. Bà đại hồn sai mọc chay lôi nhóm nhóm nào ấy lâu. Con đại hồn sai mọc chay lôi dân này. À mùi. Anh chẳng dân dạy thằng còn dân đăng thật quạt ọt màu bà đấy nè. Number two. Chứ mà nhảy thay ở bờ khúc sập xì chẳng ai dân mình phở vờ. Bên ta mới ưu tiên hơn là nâng phở vờ chẳng. Vui nè. If my mother was alive. Nâng ai, nhóm phép tha ở bà vờ ọt khóc tìm mày nế. Vẫn còn tập bị chùm lại. Chẳng anh ấy còn là cái đạn thấu. Không ai đăng cái đạn được ai ấy. Mùi. Đăng hả? Nếu không sắp hữu nâng kì ọt bàn bà chạy thì thà bà vờ nâng viên chùm lại. Bà có nhóm nhạc bà chạy thì chẳng khoan là anh ấy kì đạn nâng đạn đầm bay ôi khu vừa riêng nâng phải dô lộn sơ. Thà mình mến bà ọt bàn thì bà bàn bài. Chọn bà mùi nà có bàn bài. Còn ta kê nì dùng bà vờ. Còn nữ. Ô anh ấy chờ. Các nhóm bà dô lộn nâng đạn ọt bàn rồi. Một nắng á. Ok. Number two nế. If I were you, I cho. Nè, cái phép á, hả nâng, nông sử phấu ní phép can được cho bà tiết ạ. Chẳng dừng che can được cho bà hạ. Rồi sân bậc nhóm chìa nè, ạ, lia bà phân á ngay. Thì bà viết đầm bấy ấy. Used to give advice. Bà đầm bấy bà đầm bốn, đầm bốn miên. Dương dây mùi phụ mạ dướng, khơi phụ mạ dướng kích mau mà hồn. Anh dì hãy mấy anh mình kích mau, anh không riêng. Không ai mai ao anh không mạc kê, nhé. Chẳng đầm bốn miên ấy. Nâng ngay. Chẳng ở tí hồ, if I were you, I'd apologize to her. Person bật nhóm chị này ai với nhá. Nhóm tờ xông tô niên mà. Vẫn tam tất nhóm mến chị này ai thế hay nhóm gọt bàn tờ xông tô niên đấy. Lại nâng này bình chẳng, ná. Nâng này. I just take it easy for a while if I were you. Cái lại này nhìn thắc. Nhóm nâng bật thua rầm tích. Take it easy for a while nữa. Nhóm nâng bật thua rầm tích mà dạ person. Person bật nhóm chị này. Nâng này. Anh em cứ đồng bộ miền
cho lấy bay cái dây vì ấy tiền. When the condition is understood. Phê đại lạc khăn nâng trao bàn kì vô rụi hời. It is common to find the result clock on its own. Quyết cứ chỉ rương phong mặt đá tờ hời nằm bây rồi khơi dòng phê đi giáo khó nâng chuộc nâng tay mặt đồ. Một tí hồ. What would you do if you had lots of money? Ta nẹ nâng phương ấy person bà nẹ miên lôi trần. Chẳng còn là kẻ xua dương sở máy á. Nhưng nâng phương đồng nào. Nâng này. Nhưng nâng bỏ chào. Give it all away. Nhưng nâng ai điết. Nhưng nâng tính tiền sát mỗi ở mạng ba rồi bọc nhầm. Hai bộ quát nâng sở lãnh tiền nâng. Vẫn ọt miên ấy tầng ọt. Sở máy. Mẹ nâng bỏ lôi chào tầng ọt. Mà xe nâng ọt thảo đấy. Ọt xoal đấy. Lạc xe nâng ọt linh mà. Number four. Vote can express preference. Vote ai bằng hai nhầm phí ca phân chật. Preference. Ca phân chật. I love a cup of tea. I love a cup of tea. Lại nè nè đằng ngọt nè kia bằng hai vút nâng mau thử ấy. Kê bằng hai vút nâng mau thử ấy. Anh nâng viên bằng hai bị ca trong ban bảo dưỡng. Ok, bằng hai bị ca trong ban bảo dưỡng. Hai mua chết. Chúng nói đa sống khăn một phút. Kê cũng ao dương cho lắm tha. Ôi ta khơi vút cho ta lẹ khăn thì phí. Toàn em mùi. Chắc là lấy buôn lấy phém thì mẹ chỉ lẹ khăn thì phí nè. Lấy buôn thì cứ bằng hai nhằm phí ca phân chất ca cho chất. Ra. I love a cup of tea. Anh nâng viên này tha smile đằng ấy kì. Ai? I want. I want a cup of tea. A cup of coffee, sorry. Mùi tiết. Where would you like to sit? Chắc mình nói ta. Where do you want to sit? Mấy viên chẳng á. I'd rather, anh mau would rather na, have coffee please. Nên ngày, nhóm phân chất cà phê chiên, này viết lại năng chẳng á. Mùi tiết, I'd rather not tell you if that's all right. Nhóm sốc chất tham mình phép nè, ở bán đây bởi sân bị ọt ấy. Ok, what would you rather do? Stay or go out? Ta nè, chọn phơ ấy chiên, nâu nắng rứ có đá lên khèo. Anh nắng cứ would rather. Vũ thầy vũ ra đời nâng đường miên nó không mê riêng và to tiết lũng ạc. Lâu dương khoảng đăng khá khá sân ba này. Number 5. Vũ can express a request. Hai vũ có ai bằng hai nhầm phi request bán này. Xâm na ở ná. Would you open the door for me please? Thưa bạn viên tính mắt. Nâng này. Would you mind lending me a hand? To lend somebody a hand right thầm ạ. Ôi nà nam nè chạy đài. Vì smile đừng hẹp, chuỗi toàn ấy. Hoặc vô tôi ấy chuỗi nhóm tình nữa. Nấy về trắng á, nâng về chia ý điểm á. Ok, chỗ đo lịch. Cũng muốn chọn bay ní. Kể thả ta dương prefer or second conditional. First or second conditional. Chân kể thả both conditional refers to the present and future. Lẹ khăn thằng phí nâng xong đau tự phêl bạch bón hơi nâng ở nà cốt. Né. Lẹ khăn tì mũi có bạch bón hơi nâng ở nà cốt. Lẹ khăn tì phi có bạch bón hơi nâng ở nà cốt. Ở vậy đài khó khăn nha nó cứ. Lẹ khăn tì mũi cứ chỉ lẹ khăn đài mình ai tớ. Tớ rui. Chùm này lẹ khăn. Ở xong tớ. Lẹ khăn tì mũi cứ chỉ lẹ khăn đài ai tớ rui. Chùm này lẹ khăn tì phi cứ chỉ tớ rui. Bởi tớ rui to tay chùm lại. Nâng này. Chẳng dừng vừa nè. The difference is about probability, not time. Phía xanh khả nó cứ nhảy ẩm phí phía bà hạm hai tê. Ất khó khả nha tê phê bà lìa. Chẳng lẽ khăn thì mùi lẽ khăn thì phí phê bà lìa đôi khả cứ nó phê bách cho bón hơi nào nà cột. It is usually clear with conditional to you. Chẳng vì ai chắc bà hơi tha dương thảo phở lẽ khăn thì mạng. Phê dương dây phê dương xế. Dương đăng thuần dương tha dương cua để pra lẽ khăn thì phần mạng. Nâng ngay. First conditional sentences are real and possible. Lẹ khăn tì mũi cứ chỉ lẹ khăn phất hay ai tờ rùi. Second conditional sentences express situation that will probably never happen. Chồng này lẹ khăn tì phí cứ bằng hai nhầm phí sản phẩm phiếp đài và hai chuyên nâng mình ai cả lạc ba nụ tế. If I lose my job, I will. My company is doing badly. There is a strong possibility of being made redundant.
Ba. Kể tha person ba khnyom bat bong ka nghe robos khnyom khnyom nang. Ke nijay ke nijay ani ke nijay khnong lakhan ti man. Lakhan ti 1. Ke nijay khnong lakhan ti 1 mien nei tha ke dang khluon. Tha ka nghe nang aich nang ai ke. Ka nghe nang aich nang ai ke. Aich nang bat bat bong. Hat ai ban che ka nghe nang aich nang bat bong. Alau jeung mue ni. Càng nghe ai đừng bắt bong như mưa đời xa cổng hôn cùng phong tái ọt đồng nào ca là ổ tế. There is a strong possibility of being made redundant. Vì miễn kiếp để ai tự rùi khăn này ca make redundant. Make redundant mình là ca bắt bong càng nghe. Nâng ngay. Being made redundant mình là ca bắt bong càng nghe. Ồ chứ bởi dương dễ ảnh năng ảnh đáy là tay dương dễ chỉ lạc hành thì tì. If I lost my job. Person bà nhóm bắt bong ca nghe rồi bọc nhóm. Con ta dương dậy phần nắng ạ. À. Bà dương dậy chỉ là anh thì phí dương đăng cho bác luôn dương hợp. Đăng cho bác hợp. Đăng cho bác hợp nghe dương. Bà dậy cái lại nên chỉ là anh thì phí đăng cho bác hợp. Đăng cho bác. Đăng cho bác ca nghe nó cứ ọt bát thế mày nè. Nắng ngày mình a chứ. Bà bát nghe là chùm lai. Chẳng ai probably won't lose my job. I'm just speculating. Nhưng ông bà hai chìa ọt ai bạc bọn bà anh thấy càng như nâng. Vẫn nhóm còn là son được than đó. Từ mai đó. Nâng ngày. If there is a nuclear war, we'll all. Person ba miên sân kriêm nuclear dương tầng ọc như nâng. Chẳng said by a pessimist. Nhi dây đòi phụ sâu. Sorry. Vì vậy là phụ tụ tất thể để dùng. Phải xử mấy nó phụ tụ tất thể để dùng. Nâng này. If there was a nuclear war, person bà miên sẵn kriêm nuôi kể ám án á. Nâng này, vì ai kê. Vẫn tác nhóm kết thao viên đang ọt cạt lại. Chẳng dương dô bán á. Phải ná đại dương cua tình dạy lạc hành thì mùi. Phải ná đại dương cua dạy lạc hành thì phì. Cô dương đăng sở thang là phía đại dương dạy mẹ nế. Person bà sẵn đại hôn sàn có tha. Person bà nhóm chong tư. Hai bèo hiếc nhóm mình chi dồn hoặc tờ. Anh em tầm đây còn xa anh dạy lẹ khan thì mà. Lẹ khan thì mùi. Còn tái trái đó là mỗi tháng bật sân nhật nhóm chong tờ đá lên hai bèo hiếc nhóm mình chi dồn hoặc tờ. Mỗi thầu dạy lẹ khan thì mà. Lẹ khan thì mùi. Mỗi thầu dạy lẹ khan thì phì. Tại sao mỗi em mình dồn hoặc? Coi nè. Cái này nắng á. Và. Vô lấy mỗi vô lấy. Chẳng ca anh dạy lạc khăn. Ca anh dạy lạc khăn nó dương ai anh dạy bán. Tì mùi được có tì phí được ai tự lưu sản phẩm thiết đại dương đằng. Mẹ nế. Cho mỗi tháng bà cho ông ta đã lên khai treo. Hết chi lan tao lĩnh lực tì nhóm chi tao vâng lần. À nắng lạc khăn tí. Tì mùi vào nhà mẹ nế. Ok, ở lâu chỗ đó lẹ khăn tị bấy. Lẹ khăn tị bấy dương thì dây ẩm phi impossible condition. Lẹ khăn nó ngọt ai tơ rùi tị. Hãy ịp ní bộ mùi ai kể. Hà phục vết bộ vút, bộ hép bộ. Hà phục tị xì phó nó gà ra vớp. Vớp trì. Chẳng dương mơ positive. If I work harder, I would have made more money. Person vật nhóm khách khom thư ca thèm chừng năng tiết á, chừng cao năng tiết á. Nhưng hỏi lôi ban trở bắt ai cả năng không? Vẫn cả bất ọt ban khát con thư ca thế ọt ban lôi ấy thì. Năng này. Anh ấy bắt đầu xa. They would have been here hours ago if they và had follow my direction. Năng này. À lâu negative. Chẳng bằng dây trở nên là ngọt đi chỗ lại. Lại năng. Negative dương đã ở ai đã bắt đầu xa cái lại hết đơn ý. Rưu có bắt đầu xa đã cái lại vút. Vút đơn ý. Hãy xâm đuối dân lược màu. Nà. What would you have done if you with me? If the hotel had been full, where would you have stayed? Chẳng màu. Chẳng là nắng nè đằng ngọt đi vô lại. Ngọt ai tế. Mười chọp mà. Chết ỏi. Use. We use the third conditional to express an impossible situation in the past and it's a probable result. Chẳng lẽ khăn thì bấy
trâu ban kê prà prà đàm bây bằng hai em phí sản phẩm phía muối tai mình ai tư rùi tê nâng nông tay đặc cá tai nâng lạc phá rồi bảo viết rôn tai pro hai là. It is too late. We just rùi tờ hai, These things didn't happen. Away tăng ơn ngọt bàn cát lang tê. If she'd known he was cruel, she wouldn't have married him. Person bà niêng đang thác quát nâng khô khâu á. Niêng bà khót chìm bán ca mùi khót á. Con tài ca bất cứ niêng ọt bằng. Hai niêng bán ca chìm mùi nâng khót ruột hào. My parents wouldn't have met if they hadn't studied at Oxford University. Phúc mà đai bọc nhóm bà khót chìa nâng một bàn chuộc nha tế. Person bà phụ khót ọt bàn riêng nâng sẽ còn chìa lại Oxford. Con tài phụ khót chuộc nha ruột tử hói. Đại sao tài khót riêng nâng Oxford chìm mùi nha. Okay. 4.5 My or could have done. Mean đây thả mày. Chẳng dừng mưa đằng ọc nè. You might have done and could have done to express possibility in the past that didn't happen. Chẳng might have done and could have done. Cứ bằng hàng. Ông phí tiếp đại là ai tớ rút. Nếu không nói là tay đại là các đại là ai cả làng. Các đại là ai tiếp để ai tới rút tay mình bàn cả làng thì ưu tiên ho dạng mình thank goodness you went to hospital okun preh chi mà cha đã nẹ bàn tới một tỷ phê you might have died nẹ hai chị ai nâng bàn slap chẳng này kê bằng cóp á hai chị slap hai chị ai slap con ca bớt ọt slap ấy con hai chị ai slap bớt sân chị ọt tới một tỷ phê nè này kê bằng cóp chẳng á. Toán hay muối? Toán chờ. Hey. She could have married anyone else she wanted. Niêng ai nâng riêng ta chú muối nâng nạp tên mà nạp tiết là niêng chọn. Còn tay niêng ọt chọn thì cả nâng chắc ọt ọt bàn riêng ca thì cứ riêng ca muối tới đây nâng đây là khô khâu nâng. Nâng ai? Chắc những mới nè. They are found in the reserve clauses of third conditional sentences. Chẳng là ba tiếng on nữa. Từ trâu bàn kỳ rô khơi nhờ khăn ông reserve clause này là ba đã lẽ khăn tỷ bay. Nà? Thì hồ, if I had told him I had no money, person bậc nhóm bàn prap quạt thà khăn nhóm ọt miền lối đế, he might have given me some. Quát và hai chị ai nhận ọt nhóm khlạc bà đây. Con ca bất ọt bàn phép. Quát của ọt bàn áo để phân bộ bàn phép ai nâng áo. Ai nâng bàn áo là hai. Phân ọt phép. Còn mùi tiết. If I really wanted, I could have been to a professional footballer. Person bậc nhóm phật chỉ chọn làng mến á. Nhóm ai nâng tư chia nẹ lên ba là chip mà nẹ ba là hai. Phân ọt chọn. Phân bậc chọn ai chạy. Nâng này. Mùi tiết. Might have done and could have done can express criticism. Might have done and could have done ai bằng hai nhóm phí ca rì khôn. Criticism. You might have told me it was her birthday. Nè, bà hai chi. Nè, bà hai chi ai prap nhóm bàn. Thà vì chị birthday rồi bỏ niên. Chẳng là nít ca rì khôn thà mình cua nà ọt phép. Bà hai chi ai phép bán phân mình phép. Thôi nhé. Chắc ngọt bàn tên ai ở niềng sọ. Mùi tiết. She could have tidy the flat instead of going out. Niềng ai nâng chuối. Niềng ai nâng chuối. Riêng chóm. Tiếng là về nâng ạ. Chỉ nụ hỏi ca tập rao. Nâng ngài. Chẳng rì khôn. Criticism. Chẳng. Phụng bốn cho phụng muối. A should have done. Cua tại bàn phơ. Nâng ngài cua tại bàn phơ. Phân ca bất ọt bàn phơ. Nâng ngài. Should have done express advice for past situation, but the advice is too late. Then should have done to bằng hai nhầm phi đồng bồn miên xâm ra sản phẩm được nó ở tay đặc cao. Con tay đồng bồn miên đang dư phê. Ok, mời tí hóa vô lại. Nâng này. You should have apologized. Nẹ cua tại bàn xong tố. Con tay, cà bất cứ ọt bàn xong tố thì. Chẳng he wouldn't have been so angry. Quát năng mình khăng khăng chẳng thế. Bỏ nè ai bàn sống tù. Nè ai cua tại bàn sống tù. Phần cả phất ọt bàn sống tù. You shouldn't have said.
She looked old. She really didn't like it. Nè ai mình cua na ban vậy thanh niên một lần chặt chẳng ấy. Mình cua na ban này vậy. Còn tay vậy hơi nụ. Vậy hào vậy thà bà na một chặt nè mùi nè. Mình cua thà bà na một chặt đi. Còn là cái này ọt sọt sọt á mà ngay nè. Nè ngay. Chẳng nè mình cua ban này vậy thanh niên nâng cư mưa tới chặt. Nhưng ọt châu chất ấy nè. Mình cua ban này vậy phần vậy hào. Then should have done correct express criticism. I should have done it for act bằng hai phí cà ri con bán đấy. You should have asked me before you borrow my car. Nè anh cua tại ban chay, cua tại ban xong cái nhóm á. Môn phê mọc chay làm cái nhóm đó. Vẫn hot, hot ban màu thì. Nâng ngày, nâng ngày. Chẳng xâm rạp, quê giờ có nâng cư, ôi, mày riêng tìm bốn đi. Bởi vô liền, lươn tích đáy được xa riêng chờ này. Miền cả lại na chứ ngon đấy xua mọ mùi ở toàn lại na xua hao ấy chứ ngon lắm chờ không phải một cái à con thế à chứ ngon chứ ngon mù chứ số nét mấy đáy miền ai ấy chờ cho cả nhà. Cả nhà mày đã vô là hả? Thôi, lộ bà đó cả nhà. Cho xìu hông? Chờ chờ, vô ta. Vô là? Cho hầm diễn. Hầm diễn, mày đã. Tiếng lụa đá bạc còn là háo đai cho bạc cho bà nhá mạch đáy vô thì tính đáy chờ ok cho bị xét bị xét tình cái bồn bạc chào đi rồi nà rí cha chờ mạch đáy vô lên nà rí ban tịch tịch ok hẳn ba chừng ớt á hoặc một con này một máu cho phần này bát cho dùm chi ngon kẹo phở kè nó ta phở lâu ca của bạn phở con của bạn này chứ ngon cho ở ấy kê cho em cần bây bịa xong châu hiến ấy chẳng hay ở apply viên tam online chẳng á hay dùng thử đã chung mua tiền sổ không ai tân tay à nâng đi chia phì để à hai cái xe sọc mai cà để nâng không phải chồng à nâng về class về cát về class về ọt cá đó thì để ai nâng bây giờ sai từ lơ hà ta hàng sả lá cái ao máu dương cái ao pha là dương về cát ọt chẳng nâng phần bờ chọn từ xe sọc mai ao cát dương insert đó insert thay chỗ đạn đầu con ông PDI nâng dương giờ PDI nâng giờ mà đạn trôi vơ đó thì mỗi dân convert PDI nó ngày tới chỉ PNG rồi còn GPG chẳng tới hay dân giờ mà đạn đâu không convert bỏ dân tới hay dân insert thách bàn à tôi sẽ cho anh chọn nhóm nhóm đang thay thầu thôi chẳng lẽ chúng ta đã bị nhóm họ lại insert tới họ ắt khởi à không tới nữa chả ai đi trả sổ không tới à lâu trăm mười nhóm á cái này dân một ngó ấy làm xua và than tiền móc lao nhom bằng hai anh này đang ngọt nên mưa đang ngọt nên móc phải lao tha làm ngày khỏi ấy này đang ngọt nên chọn trẻ ấy cứ trẻ hay tục nhom mưa phần hỏi bà vợ chứ chạm tích mũi đó chạy chờ
lâu mùa anh ban convert à PDI nó mau chỉ nên nữa ban convert à PDI nó mau chỉ picture ấy thôi nữa mùa mỗi lượt đi chọn mùi lượt đã chọn bạn còn vơ thôi nào nào chọn thì sao mình có cái nót khơi không tìa hò nè nhưng mà tìa hò muối chụp khơi nhóm bọn cho công tới nè anh ấy chia phi đi ai hả dương ai được xe bán đấy nè mọi người dương ai xe bán thế còn tái dương à xe huyết chia xe ả mó ai dương gió email nè email nó như nhờ phi ảnh chi ní mất cho bà ok ai dương gió huyết gió tận đạn đâu picture đó của rồi đặt picture đó để tranh được phi ảnh chia qua nhà đang chào nó này mấy nhóm ba vừa thảo ấy nè về việc tuổi đi nó size với A4 nó hay tập tập máu previous mám normal hay border lục hay border chào với những bài viết má hay insert má giờ picture để dân sale mày nhưng má chẳng đi bây giờ chi mày nắng để dân sale mà nắng thế nhưng đạo về má châu được nồng vợ nâng tấm tiền việc bánh lắm hay đầm bay về trong cả đá dân cho format bây giờ lại nhỉ giờ lại nó dương tìm mỗi dân đạt center nhưng rốt trong của đá là hay một tiết mít đó nhưng việc smile lên smile khổm hai giờ tìa hoa thà cả lấy mình mua nhóm cơ nhưng mỗi cơ mua nhóm ấy thôi chờ mày sẽ cá đấy mày này nó dương trong đại mua chỉ có mày chẳng dương insert thách bọc mẹ bỏ nó như dần đi mất cái mình trôi màu nè nhé lúc còn đang chào lắm chụp giờ lại anh vẫn ở bên đầu cả đá rằng đó center middle bạc bài đây thì dân sẽ tạm đó dân spell mất mua nhầm trắng thì sẽ thấy lạnh lên nắng mất trong đầu cùng một số đầu mất mai mua lại đó một thùng với dân cùng rôm phân về tụi và phân hàng lấy đại mất cần tranh cho mua màu nữa cái này mùi hãy đã cho một toát tiền cho một toát nó dừng miền mùi tiết trong play tiết sẽ tờ mùi border anh ấy kì do no border trong play tiết
no border nó nơi lại nào lại nấy mở thạch ra sân mùa lấy áo mà là nên tháo đọc và toát trong bên nâng cháo thì phần những vùng rồi toàn khởi hàn đại dấu mùi nào vậy nè nè một thạch ao lại nhé vô chụp mày nè thạch ao phách sạp phía sạp ao lại nè giờ mùi nắng cứ bạt này chẳng khơi chứ mua chẳng à khơi nhé mùi khơi nhé khơi chờ ai đọc về lá dân sale về chia đi mà đoàn tiết nó xa rồi sale chỉ PDI mà đoàn tiết nó hiện đại mua về máu thì họ đã e buồn này chứ không thì họ hay hiện giờ chỉ PDI mà nè ở ai sale đi. Giờ sale ảo hình. Mình nâng sale hào vậy nhưng sale thì phía đa mà đoàn tiết nó như chanh nó sạp chẳng khởi nhé mũi anh ấy bắt ở số A anh tích ra xa về dân sale nó dân tiên về ở hùa đúng á cái trò bờ ấy cái đã lãng phía năng là buôn phèo sạc mắt chẳng thật thơ mà đoàn mua mà đoàn mua chẳng cứ mà đoàn thằng ổn chưa là vậy để nhom vậy chưa chờ chăm sóc thử miền này thằng trẻ miền này thà convert về từ chia rút phiệp từng óm hay dương này tàu dương anh ấy mình tạm mà tầm po mày này nó tạm mà tầm po nè chắc bây giờ có biết phải làm tầm po dương đã phải làm tầm po mỏng mỏng phải làm tầm po insert tạm làm đầm đói mà phải làm tầm po thưa tầm mà đón thứ hai rồi toàn đâu toàn đi chờ Okay. Ok, bây giờ là môi kéo máu thế này, này nè đang ở khá nế chạy tương cho môi nâng lạc hành bỏ dưỡng cứ ở hết hãy bác vì đồ tính nó chanh một ngon tính nó phủ của bác đây cái phần á trần mấy phần á khơi đôi phi nữa nè nấu mùi bàn tha mà ba thế ok ui ý đồng bông đi ui biết nói chờ ở thống hay cả nhà môn đang khủ hào chứ mua ớt cho lao cho cả nhà bệnh hông đâu trong phần lưới trắng nè ngăn trắng nè cho bạn nè lộ bạn đây à nà ri dù mày
tiểu hong tổ niệt tiếng mến cái lụa ỏi này thương mà chẳng ok chẳng ai chạm dương chuộng này tiết á đừng mấy lừa ấy một phần camera cho sai ngày sao được điên à có phần lịch sai ngày sao vậy chẳng dương riêng ban của màn màu ấy mũi được màn màn màu ấy mình cất mười chưa đọc pi màu đọc pi màu nâu bằng bảy màu tiết chẳng á ok chẳng dương chuộng này thằng ngày chẳng. Okay, thank you everyone. See you on Monday.